Vâng, chào các bạn. Hiện tại bonsai Đình Vượng đang xuống thăm vườn của anh Sự ở Đan Phượng, một trong những người anh tâm huyết với nàng cây, một trong những người thực sự là yêu và đam mê cây với cái quá trình rất lâu năm sống bằng nghề cây. Nói là anh Sự thì quá yêu và đam mê cây. Vườn cây của anh thì rộng mênh mông bát ngát và bạt ngàn. Và ở vườn anh Sự thì có một số những cái tác phẩm đang rất nổi tiếng ở trong cái khu vực. Đó là cái tác phẩm Ống Bụt và tác phẩm Ngũ Lão Giang Đinh. Và hai tác phẩm cũng đang rất nổi tiếng đấy quý vị ạ. Thì hôm nay lại vào tham quan lại những cái tác phẩm nổi tiếng đó quý vị nhé. Ôi dồi, Ống Bụt hôm nay kê cao chưa? Đẹp quá, cắt lọc lá khoe ra. Em chào anh Sự nhá. Vâng, chào chú nhá. Vâng. Chào chú Vượng. Hôm nay để Ống Bụt cao thế anh? Ừ, anh kê cao này để cho nó khỏi ám nắng chú ạ. À. Cây này vừa rồi anh kê thấp quá, nó hơi bị ám nắng. Đúng là phải ngước nhìn, ngắm nhìn Ống Bụt nhỉ. Ừ. Nhiều khi vừa rồi ở đi triển lãm festival, nhiều anh em ở đến sơ vào Ống Bụt để bảo Ống Bụt cho những cái điều ước. Đấy, Ống Bụt đây, hôm nay được gặp Ống Bụt. Tác phẩm cây Ống Bụt của anh Sự. Vừa rồi anh cắt mất một ngày đấy chú ạ. Một ngày là nhanh đấy, làm anh làm ngày tốc độ đấy. Ừ. Chứ cây mà to như thế này mà nhưng thực sự những cái cây hoàn thiện làm mất nhiều thời gian. Ừ. Vì liên quan đến chi răm, bộ bông răm của anh là nó dày đặc như thế này thì... Cũng sửa mất một ngày, không nghỉ đâu, ngày liên tục. Cái bộ chi răm giờ nó cũng già nhỉ. Ừ, nó xùi hết cái chỗ nó xù xù hết đây này. Ừ. Cái này độ khoảng 5 năm nữa thì nó ủ cục hết. Thế cái bộ răm này của anh, chi răm này cũng phải làm được xong bao năm, bao lâu rồi anh? 20 cây này thì anh làm được 28 năm 6 tháng rồi chú ạ. À, từ lúc luyện cái phôi đấy. Đó, từ lúc cái phôi đấy chú. Mà 28 năm 6 tháng. 6 tháng. Ôi trời ơi, đúng thì là. Thì cái này ngày trước nó không có cái nu cục cây đâu chú ạ. Vâng. Thế bây giờ thì anh nuôi xong một thời gian đây là nó nu hết này chú này. Bắt đầu nó nu này, nó mủi mụn hết này. Đó, nó xùi hết này. Tự lên. Đây trước là một cây tán tầng của anh. Tán, cây này là cây 18. 18. Cây tháp, cây cái trực liên chi 18. À, cây trực liên chi 18. 18. Cái này là cái ngọn chính của nó là cái ngày xưa là cái tử treo. Vâng. Cái thân chính này anh cắt bỏ này. Vâng. Đó, thân chính cắt bỏ. À, thế là đổi dáng. Đã đổi dáng. À, vật đổi dáng để chuyển dáng sau khi cắt đi vật đổi dáng. Đó. Còn thế nhiều là... nhiều anh em cứ bảo cây này là cây tán tầng này không phải, không đúng. À thế à? Ừ. Tại vì nhìn nó cũng lớn lớn đấy. Nó lớn lớn. Vâng. Ừ, nhưng đúng là cây kia thì nó cũng cái con từ anh vật đổi dáng ngược lên lại thành cái ngọn chính bây giờ đấy. Ngọn chính bây giờ. Đấy, nhiều khi anh em cứ khó hình dung. Nó cây bây giờ cắt tàn thế này nó là nhìn nó là chính xác này chú này. Vâng. Đúng là cây nó biến hóa thì không thể nhận ra. Mà qua 28 năm gần 30 năm rồi thì nó phải thay đổi nhiều quá đấy chứ. Thực sự với chú Vượng là anh em mình phải nói là cái cây cảnh ấy làm thì phải mấy đời người mới được. Vâng. Chứ để mà làm mà không có thời gian thì không nói điều gì được. Vâng. Chú ạ, vì cây cảnh nó đòi hỏi thời gian nó quá nhiều. Vâng. Chú vừa làm cái bộ răm tán này, đó, tay tán này nó hai mấy đến năm thế là chưa kể đến cái thần. Tức là hai mươi mấy năm lại anh làm từ đấy, từ đấy từ ra. Đấy chú này, lúc anh mua về cái tay này ấy, nó chỉ bằng cái đũa thôi. À, đó, nó bằng cái đũa thôi. Thế mà giờ chú vào 28 năm 8 tháng. Vâng. 6 tháng nếu đến bây giờ nó như này. Coi như xin suất chú... 30 năm. Đấy, gần 30 năm. Mới được thì... một cái tay to như thế. Đấy. Thì chú bảo giờ mà cứ bảo một vài năm thì làm sao nó đẹp được. Vâng. Đó. Đúng là cây... làm cây nó phải có thời gian. Người. Ừ, cả với đôi người cần phải biết làm chứ, biết tạo tác, biết định hình nó mới ra được. Thậm chí còn mấy đôi người mới thành được cây thì chú. Còn có những cây gần mấy đôi người còn chưa ra được cây. Đó. Tại vì do là cái quá trình tạo tác nó chưa đúng. Nhưng đây là do thợ nó cứ làm cần mới biết làm cần gần 30 năm mới được một cây như thế này. Nhiều khi anh em cứ nghĩ là những cái cây cảnh nghệ thuật giá nó cao chứ cũng chả phải là cao. Ừ. Nếu tính với cái thời gian 5 tháng tạo tác anh có nhận không? Anh nói chú này, anh em bảo cao hay thấp thì anh em mình phải nghĩ là này. Anh vẫn bảo anh em là bây giờ anh em mình làm cây cảnh không bằng cái bà mà hái rau muống hàng ngày đâu. Vâng. Vì giờ chú tính cho anh là cộng vào cây này ví dụ được khoảng vài tỷ đi. Vâng. Đúng không? Vâng. Mà cứ tính toán từng ngày một
thì chú ở ba mươi mấy năm thì được bao nhiêu tiền, không bằng người hái rau muống đâu chú ạ. Đấy, chú nghe không? Họ như bằng thế, cái sản phẩm họ cứ thấy nhiêu tiền họ cứ đấy, nghĩ thế đúng không? Đúng rồi. Đấy, khi người chơi cây rồi mới hiểu được là cái thời gian 5 tháng bỏ ra công sức tạo tác nó nhiều công quá, 30 năm mà mới được như thế này thì tính ra ngày công đáng bao nhiêu đâu. Không đáng bao nhiêu. Ngày công bằng không bằng người hái rau muống. Mà một cái sản phẩm nghệ thuật chính là khi đúng như ai yêu và đam mê cây mới hiểu được anh nhỉ. Đúng rồi, thực sự thì chú đó, anh em mình viện đây gọi là thứ nhất là mình đam mê. Thứ hai là mình làm cái tạo nên cho mình một cái nghề để gọi là thú chơi tao nhã chú ạ. Thế có một cái giai đoạn trước anh cũng có kéo cái hai cành nó xuống đúng không? Có. Đợt trước là anh dùng hai cái vam, anh vam xuống ấy. Thì cây xong nó có xuống được nhiều ngày. Xuống được 5 phân chú ạ. Tại vì cây ấy nó cứ nó lớn ra nó vươn lên. Đúng rồi, nó theo mình ánh phải, sáng mà. Ăn mình phải gò. Sáng. Mình phải khống chế không có nó lại vượt mất. Đấy, cái cành nó nghệ thuật sống. Nghệ thuật sống nó khó. Nó biến đổi. Tất cả những cái gì thì ăn theo ánh sáng nó cứ ăn ngược lên. Theo thời gian 5 tháng là phải định hình, là phải vam vít. Nhiều cây làm lúc nhỏ thì được, nhưng đến lúc nó to lên, nó phát triển lên lại không được. Nó lại biến mất. Nó lại biến mất. Vâng. Đấy, cho nên nó... Mình mà không biết điều chỉnh nó lại hỏng mất chú ạ. Kể cả có những cái điểm co lắc lúc bé làm thì trông nó quằn quại, nó ghê gớm lắm. Nhưng lớn rồi nó cứ duỗi dần. Đấy, nó thẳng ra mà. Nó cứ thẳng. Đấy. Chứ nó làm phải tính toán được cái độ co duỗi của cây. Đấy. Nhiều khi bây giờ nó hơi quá tí nhưng về sau thì lại nó vừa đúng không anh công nhận à? Đúng rồi. Đấy là cái kinh nghiệm sau khi cái quá trình những cái lúc đầu mà cứ làm để cho nó nhìn thuận mắt ưa nhìn ngay từ ban đầu thì về sau lại bị đuối ngay. Nói chung là làm cây này anh nói thật chú, làm cây này mình phải có thời gian mà mình phải tâm huyết, không có thời gian không tâm huyết thì không làm được chú ạ. Anh có thể chia sẻ đến bây giờ là anh chơi được bao nhiêu năm chơi anh cây? Anh nói chú này, nói lên chơi cây. Anh ngày xưa anh 11 tuổi đi thả bò. Anh còn đào các cái cây bờ già bờ dậu với anh chơi, anh nghịch. Thế thì đam mê là anh đam mê năm nay là nó vào tầm độ khoảng 35 năm rồi chú ạ. Đấy là đam mê về đi sâu vào nó. Chứ còn lúc mà anh nhỏ anh bé tí anh đã thích cây mình. Tức là sinh ra đã yêu thích rồi nhỉ. Cái bộ môn nghệ thuật này đúng là nó thuộc vào cái yêu thích của mỗi người nhỉ. Và những cái người chả yêu thích thì chả cảm nhận được, những cái người yêu thích thì chả cái gì cũng cứ tự đi đào đánh về trời. Đấy là những cái người thực sự cảm nhận được cái nét đẹp của cái cây. Thì cũng phải có những cái người mà yêu và đam mê như thế thì mới có những cái thành công trong chơi cây. Anh thấy thực sự anh, tâm huyết. Anh đi sâu vào nó 35 năm rồi. 35 năm. Đi sâu năm. Còn chơi thì anh chơi từ lúc nhỏ, lúc bé đã đi chơi rồi. Có lẽ là cái tác phẩm ông Bụt này là cái dấu ấn trong cuộc đời anh nhỉ? Con này á? Vâng. Con này nó vào tầm thứ 2 chú ạ. Thứ 2, thứ 3, thứ 3. Thế à? Còn cây cây Huyền Đan Phượng Vũ kia là đầu tiên nhất anh chơi. Nhưng cây mà để được... đến thành công nhất ấy. Cái nào đem lại cho anh thành công nhất? Thành công nhất là cây ông Bụt này. Nó là ông Bụt đúng không? Ừ. Đấy. Những ngày xưa mua cái cây này vì anh có nghĩ là sau này nó sẽ thành công và nó sẽ đẹp không? Thế thì bây giờ anh lại nói với chú này, cái cây này ấy, anh mua về, anh mua của ông ý là rất nhiều người hỏi mua. Thế thì anh em cứ so bì với một vài triệu nữa, thì anh mới bảo là nếu mà bác mà để cho em cây này thì bác lấy đúng ra bao nhiêu thì em mua, thì để cho em về em chinh phục. Thì ông bảo nếu mà chú lấy thì lấy đúng chú 35 triệu, chứ còn dưới 35 triệu anh không bán. Thế thì anh bảo ông là thôi bác cứ ra nộp cho em 1 triệu. Lúc trước nuôi nó to rồi chú ạ. Thế thì ông ấy bảo thôi được, chú nói thế anh để cho chú về chinh phục. Thế thì anh mang về thì nhiều anh em bảo cái cây rời sao nó nát thế này mà anh cũng mua về được hay là nó chết. Thế thì thực sự với chú là anh bảo thôi, để mà nuôi được cây này mà nên thành công là nó là cũng là cây nhiều tiền. Thế thì anh cũng chăm sóc nó, phải nói là đem hết tâm huyết để chăm sóc nó. Thế thì giờ nó được như này là anh cảm thấy nó mãn nguyện bản thân mình. Chú ạ. Đấy. Thế đấy, nhiều khi cái tâm huyết mình thổi hồn vào mà đến đấy. Được như bây giờ thì là mình cũng cảm thấy nó tâm đắc và mãn nguyện đúng không? Thì chơi cây mình phải thổi hồn vào cây chú ạ. Chứ chơi cây mà không thổi hồn vào thì nó không đẹp được đâu.
Đây gọi là thực sự vì chú Vượng thì riêng cá nhân anh gọi là nó là một đứa con tinh thần mà nó gắn bó với nhà mình là mấy chục năm rồi. Có lẽ nó cũng có cái này, có lẽ nó cũng phải có bằng cái đứa tuổi đứa con như mình đấy nhỉ. Ôi là hơn tuổi con với anh chứ. À đấy, 30 năm rơi thì nó ngang một đứa con thật đấy. Đấy, ngang đứa con. Sinh thành từ cái lúc mắc tư một cái phôi cụt đúng không? Đúng rồi. Mà đến lúc định hình xây dựng thành như thế này đúng là đến bây giờ thì phải nói là cũng quá tuyệt vời. Đẹp quá, hôm nay tác phẩm này tuột ná khoe giam ra. Khoe toàn bộ thân pháp. Ngay bên cạnh anh là cái tác phẩm Ngũ Lão Giáng Đình. Ừ, cái này là cái Ngũ Lão Giáng Đình. Lâm thân. Cái này thế là anh chinh phục nó được 5 năm rồi chú ạ. 5 năm 3 tháng rồi. Chúng ta anh mua cây nhớ nhảy tính đến ngày chứ. Từng tháng. Có anh nhớ chứ. Nhớ 5 năm gần 3 tháng, cái kia là 28 năm 6 tháng. Đó. Chúng ta đúng là kiểu như khai sinh cho con nhỉ. Còn cây kia là về nhà anh là đúng 30 năm. 30 năm? 30 năm. Thế nên bây giờ thành tài chưa? Đấy, nó thành rồi đấy nhưng anh chưa cho đi đâu cả chú ạ. À thế à? Đó thế đưa ra tham quan cái cây chinh phục 30 năm thế này. 30 năm. Đây. Đấy, có những cây cứ chinh phục hơn cả ông Bụt đấy nhưng mà... Ông Bụt là cái cơ duyên đúng không? Cơ duyên. Cơ duyên. Có những cái coi về là sau phát triển rất mạnh và là nó lại được theo những cái đúng như mong muốn. Đây cái này anh chinh phục là 30 năm rồi. Đúng à, nó là cái giai đoạn đầu đấy. Đây đoạn đầu. À. Có lẽ ngày xưa cái này tâm đắc lắm đấy nhỉ? Ui, cái này anh tâm đắc. Giờ anh cũng vẫn tâm đắc chú. Đấy ạ. Ừ. Nhưng cái này thì với giá trị so với cái kia thì sao anh? Cái này thực sự với chú là anh không dám nói giá trị bao nhiêu. Vâng. Tại vì cái này thực sự chú là anh cũng không nghĩ đến bán nó. À. Cũng không nói đến bao nhiêu tiền. Nó là tác phẩm đầu tay đấy. Đầu tay, anh muốn để làm kỷ niệm. Đấy, có những cái tác phẩm mà không thể, tiền không thể đem ra để so và để so mua. So sánh hay là muốn mua không mua được bởi vì nó là những cái kỷ niệm. Ừ. Đấy, thế nhiều khi như, có tiền không mua được cây là vậy đấy. Đấy. Nên các bạn nhiều khi có tiền là phải muốn mua được cây cũng phải là có duyên nhỉ. Đúng rồi, tiền thì anh em mình có thể kiếm được nhưng mà cây để kiếm được cái cây ấy, để mà tâm huyết thì thực sự với anh em là nó phải có thời gian chú ạ. Không có thời gian thì khó lắm. Mặt chính là bên nào bác? Mặt chính ở bên đây chú ạ. À bên này. Bên đây chính bên này. Năm lần mới mua được ấy. À cũng mua 7 8 lần mới. 7 8 lần mới mua được ấy. Đấy như bên này thì lại lộ cái thân pháp nhìn thấy cả dễ này. Ừ. Cái thân pháp này. Thế thì cái anh nói câu chuyện với chú Vượng cây này thế nào anh? Cái này là có của những anh. Cái này nghe có vẻ là dễ nhìn hơn nhỉ? Ừ. Nói chú Vượng là này. Cây này ấy là của cái anh Hợp ở dưới Chơi Nội. Vâng. Anh Hợp ở dưới Chơi Nội thì cái đời cây này là đời của bố anh ý. Bố anh ý là mất rồi. Thế thì lúc ý anh vào nhà anh ấy mua. Thì anh mua cây này là 7 triệu rưỡi. Vâng. 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi thế xong rồi đến lúc anh vào 7 lần rồi mới mua, 6 7 lần mới mua được. Thế thì mua được cây này về. Thế nên anh em cũng bảo là thôi thì anh em nhượng lại cho cộng tí thì anh em nhượng lại để cho anh em chinh phục. Nhưng anh bảo thôi cây này em mua được thì anh cũng không bán. Anh để anh làm anh chinh phục làm cái cây kỷ niệm. Quá tâm đắc. Thế thì thực sự anh em cây này anh ít cho đi triển lãm mà anh không nói bán bao giờ. Mà giá anh không nói. Vâng. Tại vì mình không bán thì mình chả nói bán cũng không nói giá. Cái này nó cũng kiểu như dạng thụ lâm bông thạch nhỉ. Giá à. Bò neo lên cây nhỉ. Nó gần gần như thế. Vâng. Rồi cái thân pháp chính ở bên này đấy, đúng không? Đúng rồi. Bên này thì mới nhìn thấy từ đường chạy thân pháp các thứ này. Tay cành. Dạo này cũng vội rồi mà chưa nhặt được các cái lá nữa, cái thứ chả nhặt có được. Đúng là một cái quá trình lịch sử chơi cây của mỗi người có những cái nhiều cái kỷ niệm. Thăng trầm lịch sử và có những cái tác phẩm để đời. Ngày trước anh chơi cây thì cũng buôn bán như bây giờ đâu chú, không ra vào như bây giờ đâu. Bây giờ anh em ra vào nhiều. Ngày xưa anh buôn anh chơi cây gọi là mình làm để chơi thôi là, chứ mình chưa nghĩ đến bán. Đam mê đấy nhỉ? Đam mê thôi chứ chưa nghĩ đến bán như bây giờ đâu. Thì bây giờ anh em cũng giao lưu nó mới có cái vốn để mình gọi là lấy động lực mới phát triển chú ạ.
ngoài cái đam mê nhưng đúng là cũng phải có thức với vực đạo. Đúng rồi. Vâng, thế cảm ơn anh Sự đã chia sẻ với anh em yêu quay trên cả nước anh nhé. Với những tác phẩm quý trong nhà mình, với cái quá trình thăng trầm lịch sử trong trời cây. Anh chào chú nhá, chào tất cả anh em nhá. Vâng.